Giờ tìm địa chỉ phòng đẹp cái đã. Cẩm Mỹ Viện giá rẻ, chuyến bữa đặc biệt giảm giá 50%, 70%. Wow, sao mời giảm giá dữ vậy? À, bệnh viện Quintin, bệnh viện thẩm mỹ Quintin giảm giá đặc biệt 85%. Wow, sao mà lại dữ vậy? Để gọi thử. Anh nghĩ là đóng cái cửa bệnh viện này đi. Bệnh viện thẩm mỹ gì đâu mà 10 năm rồi, gần tới sắp được 11 năm rồi mà vẫn chưa có tới. Có mấy sẽ có con ngò nào luôn. Nếu mà đã tới mà đẹp, ước gì sẽ có. Vừa mai nó đã có chưa là có đầu với lão rồi. Alo. Alo. Ở đây có phải là bệnh viện là thẩm mỹ viện Quintin không hả? Cái gì nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là bệnh viện thẩm mỹ Quintin. Bác sĩ cho hỏi là có thể xếp lịch cho tôi ngay bây giờ được không? Thì chúng tôi đang rất là rảnh nên chúng tôi có thể xếp lịch được. Rồi, vậy đó là tôi qua nha. Rồi, ok, ok. Rồi, chậm đi nha, tới nha. Rồi, mình có địa chỉ để đi làm đẹp rồi, có thức tiền còn nhiều không? Wow, tiền còn ít thế này đi có đủ không ta? Nhưng mà không sao, nếu không đủ thì mình chuyển khoản. Thôi, đi thôi. Toàn bộ cho tôi mà mát nè, mũi nè, miệng nè, gì nữa ta? Má nữa. Gù má nè, càm nè, da nè, có 2 triệu đó hả? Bởi vì cô là khách đầu tiên đó. Đầu tiên của cuộc đời. Hả? Thiệt đó hả? Đầu tiên của cuộc đời bác sĩ. À, bởi nó lộn lắm lộn. Đầu tiên trong ngày. Chứ thằng qua bác bởi bệnh nhân gì đã tới rồi. Rồi ok, mời cô vô. Đầu tiên khi mê cái đó. Rồi giờ mình sẽ tiêm thuốc gì gai mê cho bệnh nhân. Sau khi đã tiêm thì ta sẽ
Chúng nhân đang ngủ mê say nên các bạn hãy im lại để mình vẽ thêm về cái nữa. Nhân ngủ say quá. Các bạn mình nhìn Elu là người vừa mới bị đánh chặn nè. No. Đấy xác. Đi. Xong chưa bác sĩ? Xong rồi. Nhưng chúng tôi sẽ tặng một cái kính miễn phí cho cô. Kính à? Với là em khi đó về tới nhà thì nó được giả ra nha. Chứ đừng có giả ở đây. Dạ về nhà giả ra thì nó mới có tác dụng của lòng do anh. Thật là đẹp này. Và cảm ơn thêm với con con. Ai mong vô nay nhớ thì nhẹ nhàng mới được được giả ra đó nha, không được giả ra đó. Bye bye. Đây có tiền hơn được triệu. Cảm ơn. Ay, ôi mẹ.